Khai thị 12. Sách Khai thị 12 Rama Bhujirandi là cuốn sách đặc biệt kết tập những bài giảng chân lý Guruji Ruma đã bao phủ âm lưu tình thương khắp trái đất vào mùa Giáng sinh năm 2017, năm mới 2018 trong khóa bế quan thiêng liêng mang tên của vị sư tổ thứ nhất Rama Bhujirandi.